nhà chủ đấy. Bất một xóm á. Một phong trào trên đỉnh đầu. Chọn đi chứ không hay chọn đi trứng gà. Một vòng tròn trên đỉnh đầu, sau đó là xoắn lại thành một cái chuỗi. Kiểu này giống tướng Hà Lan với cái này giống tướng Hà Lan với cái chuỗi này. Giáo trình dạy trong đây là nó có những kiểu này với đầu tiên những kiểu này chắc gỡ uống đây. Xoắn cái trụ này cho chắc nha. Giữ cái xoắn không được nghĩ là xoắn cho chặt cái thùng như quậy thôi, thùng nhưng mà dập tầm rồi có cái chậu rồi đúng không, chia hai vùng bên này ra đi ha. Này hai chậu đó này, một chậu à, này trụ trên, còn bẻ trụ kia thì nữa là hai trụ ở dưới này đó. Hết hồn. Này đó nó trụ thôi. À, nửa đầu sau rồi nè. Ta chia ra làm đôi, nhưng mà ta chia xéo nha. Chia xéo. Chia ra làm đôi nhưng ta chia xéo, chia một cái đường xéo. À. Chia xéo nè. Ta sẽ làm phần này trước, phần bên đây trước. Phần này ta sẽ chia mũi cam, ta đánh rối phần chân tóc. Gồm tất cả làm nước bề mặt bên ngoài. Sử dụng keo mềm. Làm một mũi không? Chật ngay mặt phải bật lại nhỉ. Anh muốn mũi muốn tiền đấy. Mà vẫn phải bị mũi. Chết. Rồi ta sẽ quấn cho nó ôm xuống.
xung quanh cái chỗ. Nhớ nghe, mình ghim kịp tâm là mình phải ghim xéo nha, chứ đừng có sẵn vô cái sọ nè nha. Rồi, bên đây ta làm ngược lại. Đây mình sẽ xoắn lên đây.
giờ có học thầy Tuấn Hà Lan người nào chưa? Chưa à? Lúc trước ở đây dạy năm cao là có thầy Tuấn Hà Lan dạy, nhưng mà sau này dạy thầy Thắm không có mời. Đuôi tóc ta xoắn ra nè. Rồi, bên vùng bên, bên trái, ta làm ngược lại. Đánh rối phần chân tóc. Đi thi vùng ngoài thì nó phải mướt điểm mới cao nha.
kiếm chuyện kìa. Phá sổ à. Thì gom đi luôn chung với máy.
lấy mỡ hành dưới đi anh. Ít rượu nữa là xong. Còn cái đó, như đây là quạt rồi đó. Cô lên là gì quá. Mà tay nó ngủ trong loại này nữa. Còn trang trí nữa. Về phần trang trí. Trang trí là lấy mấy cái tóc màu á. Ta sẽ viền mấy cái đường này nè. Thank you.